Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Exact Mode 125/2009 phiên bản màu đỏ nâu mới chính thức lên kệ. Phiên bản màu đỏ nâu của Exact Mode 125/2009 CBS đã chính thức lên kệ tại các Jeep ủy quyền của Honda ở trên toàn quốc. Được biết, cái phiên bản màu đỏ nâu mới được nhà thiết kế điều chỉnh cái độ đậm hợp lý để tạo ra cái sự bí ẩn, hấp dẫn và mang lại đẳng cấp châu Âu. Cuối năm 2008, nhằm nâng cao thêm cái sự an toàn trên cái dòng sản phẩm hiện có của hãng ở thị trường trong nước, Honda Việt Nam đã chính thức ra mắt cái mẫu Exact Mode 125/2009 với việc được trang bị thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước. Dù chỉ ra mắt được 4 tháng nhưng cái phiên bản này đã nhanh chóng chinh phục được khách hàng Việt với sản lượng bán ra gần là 64.000 xe. Nhằm nâng tầm phong cách và đa dạng hóa cái sự mua sắm cho khách hàng, mới đây Honda Việt Nam đã chính thức bổ sung thêm cái màu sắc mới cho cái phiên bản phanh CBS. Nếu như hai cái gam màu là trắng ngà và xanh lam được bổ sung trong phiên bản ra mắt vào tháng 12 năm 2008, mang lại cái ấn tượng về một cái diện mạo đậm tính thời trang và quyến rũ, thì cái bản màu đỏ mới này trên cái Exact Mode 2009 giúp cho người sở hữu toát lên được cái vẻ quyền lực và đẳng cấp hơn. Cái bản màu đỏ trên cái chiếc Exact Mode 125/2009 được các nhà thiết kế điều chỉnh độ đậm hợp lý để tạo nên cái sự bí ẩn mà vẫn hấp dẫn, hút được một ánh nhìn. Với phiên bản phanh ABS thì Exact Mode 125 tiếp tục được kỳ vọng nâng cao cái trải nghiệm và sự tự hào cho chủ sở hữu. Đây là một mẫu xe thứ tư của Honda Việt Nam được bổ sung cái tính năng an toàn của việc này. Phanh ABS hoạt động hiệu quả khi người lái bóp phanh trước, giúp ổn định cái tư thế của xe bằng cách chống phá cứng bánh xe, đặc biệt trong những điều kiện đường trơn trượt hay gồ ghề. Cái chiếc Exact Mode 125/2009 vận dụng cho mình động cơ thông minh hệ mới ESP 125C 4 kỳ làm mát dung dịch, kết hợp cùng hệ thống lồng phun sinh tử PCI cùng với bộ đề tích hợp ICG và hệ thống ngắt động cơ tạm thời ED Stop, mang đến khả năng tiết kiệm nhiều tốt ưu hơn. Bên cạnh những cái màu sắc mới ra thì tổng thể cái mẫu Exact Mode 125 vẫn được duy trì thiết kế sang trọng lịch lãm với những đường nét mềm mại đẳng cấp từ châu Âu. Cái chiếc Exact Mode 125 cái màu mới sẽ chính thức bán thị trường bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2009 thông qua cái hàng bán xe dịch vụ cho Honda với nhịp hit ở trên toàn quốc. Thời gian bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 km và mức giá bán lẻ đề xuất như sau: Exact Mode 125 cá tính phanh ABS, những màu như là bạc đen, đỏ đen thì mức giá bán lẻ đề xuất đã gồm thuế VAT là 57 triệu đồng. Exact Mode 125 cái bản thời trang phanh CBS gồm những màu như xanh lam, trắng ngà, trắng nâu và cái bào nỏ đầu màu mới, mức giá đề xuất là 51.700.000 đồng. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của Exact Mode 125/2009. Cái dung tích xy lanh 124.79 cc, cái tỷ số nén 11.01, cái công suất đa 8.18 kW, tại vòng tua 8.500 phút, dung tích chất máy 0.8 lít, loại truyền động dây đai biến thiên vô cấp, kích thước dài rộng cao lượng 1930 x 669 1005 mm, khoảng cách chụp bánh xe 1304 mm, độ cao yên là 765 mm, cái khoảng sáng gầm xe 146 mm, dung tích bình xăng 5.5 lít, kích thước lớp trước là 80-90-16mc-43bi và ở phía sau là 190-14mc-57bi. Cái giảm sóc trước giảm sóc ống lòng, cái giảm sóc sau là càng nhúng. Phanh trước phanh đĩa điều khiển khí lực, phanh sau phanh tăng chống điều khiển cơ khí, khối lượng 117 kg. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.